Trời ơi. Quá. Không được, ngã xuống luôn. Cái bồn lọc lắm. Con học cái máy rồi. Con bớt chưa? Con cùng nói là bớt chưa lắm á. Con cái bồn lại hồi lọc. Rồi ra ra cho chị Hùng ông ra rồi. Nè. Đang khắp nghe rồi. Trước khi đi chị Lan qua bên khách nhang cho ba của mình là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh à, thì bây giờ chị bắt đầu ra xe rồi nha. Chị Hùng Long ra rồi đó, mở cửa đi. Đó là vô đi dướng nha, cái dướng máy rồi kìa. Vô đi vô. Đi ấy đi học tiên, đi học tiên không phải đi ăn đâu mà có bọn tung nữa cả nhà, cùng nhà chồng bọn tung nữa cũng thú vị. Đi học tiên đi học quốc hội liên tẹt rồi ra 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 cho cửa khơi lên dặn ra cho bùm bùm ra rồi. Chị Ron với cùng vợ chồng bùm bùm với Hầm Mỹ đi nha quý vị. Ken không đi Ken. Heh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